Như thế nào là nhà kiểu mẫu? Tức theo một hình mẫu chuẩn, không phạm hình sát và có nhiều cơ hội thu nạp tài lộc. Khải Toàn gớm gọn: cửa không đối xung, nhà vuông vắn, quan cảnh bên ngoài ưa nhìn và nên biết ai đã sống ở đó trước đây. Cửa nhà không nên đối diện với nhau, sẽ có một nhà thịnh một nhà suy, nhất là hai căn nhà cửa đối với nhau ở khoảng cách khá gần. Không nên chọn nhà càng vào càng hẹp, không tích tụ được khí, sẽ ảnh hưởng đến vận khí và sự độ lượng của những người sống trong nhà. Nếu bên ngoài và bên trong độ hẹp không đáng kể thì không sao. Nhà nhọn hoặc trên mảnh đất hình tam giác là không tốt, ảnh hưởng đến thần kinh. Cuối cùng, nếu mua lại căn nhà, cần biết ai đã sống ở đó. Vì sao phải cần biết? Giả dụ gia đình chủ cũ sống lâu, lưu lại khí trường tiêu cực, bạn phải mất một thời gian mới có thể hóa hết khí ấy. Việc này giống như bạn mặc một chiếc áo đầy ám mùi. Ngoài ra, một ngôi nhà vừa có người mất không lâu trước đó không phải là ngôi nhà tốt. Nhưng ngôi nhà không may bị cháy được xem là ngôi nhà tốt, vì hỏa hóa sát mọi sát khí trước đó. Nhà mua hoặc thuê lại không nên dùng đồ cũ của gia chủ, nhất là nhà đã có người mất. Đồ cũ ít nhiều đã ám khí, nhất là giường, tủ hoặc máy lạnh. Nếu người ấy có vận không tốt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Còn nếu dùng đồ của người quá cố lại càng tai hại. Anh gia chủ của Khải Toàn có hơn 10 chi nhánh hất tóc. Anh ta kể rằng một chi nhánh ở Tân Bình, chủ nhà căn dặn kỹ càng không được lấy đồ vật trong phòng trên lầu số 2. Một hôm có cô nhân viên lên nghỉ trưa, xem vài quyển tạp chí cũ, mang về nhà. Từ sau đó mấy hôm, luôn có tiếng động phát ra từ tầng 2. Mỗi khi lên kiểm tra thì hoàn toàn không thấy ai cả. Hỏi ra mới biết, tầng 2 và các loại đồ vật ấy của một ông cụ vừa mất cách đây không lâu. Vì vậy, không nên dùng đồ cũ của người mình không rõ, nên biết ai đã sống trước đó. Và nhà kiểu mẫu là điều cơ bản khi lựa chọn để sống. Độc mộc là trạng thái nói về một cây to duy nhất trước nhà, rất cô độc. Đây không phải là phong thủy tốt. Cửa chính đối diện với một cây lớn được gọi là đỉnh tâm sát, cũng không phải là phong thủy tốt. Khi bạn đứng từ trong nhà nhìn ra từ cửa chính, thấy bên tay trái có một cây được gọi là cây thanh long, được xem là cây phù hộ cho ngôi nhà này, đại diện cho có quý nhân cho nam giới. Nếu cây lớn nằm bên tay phải, bên tay trái lại không có cây nào, thì cây bên phải được gọi là cây bạch hổ. Về phong thủy, cây bạch hổ đại diện cho người âm vào nhà hoặc nữ giới nắm quyền. Có đào hoa, nữ giới thường quấy rầy. Cho dù bản thân gia chủ cần mộc cũng không phải là điều lành. Nếu không thể dời đi hoặc không thể chặt cây, có thể dùng mực đỏ vẽ 9 vòng tròn lên cây là có thể hóa giải phần nào được hung sát của cái cây này, tức là lấy hỏa tiết hao mộc. Một gia chủ ở bang Cali, nhà có cây to nhưng ở cung vị xấu, dù có thể chặt được bỏ nhưng gia chủ rất yêu quý cây này. Để hóa giải không cần vẽ sơn đỏ, còn một mẹo khác, dùng dây xích làm bằng sắt quấn quanh cây cũng có thể giảm nhẹ được sức sát thương. Khải Toàn ví dụ những ai sinh mùa thu hoặc mùa đông thường thiếu mộc, phù hợp nhà ở có nhiều cây xanh hoặc nuôi mèo. Ngược lại, ai sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc thì không nên.